Giá gia cầm hôm nay ngày 13 tháng 6, giá vịt thịt có biến động, giá gà vẫn neo ở mức cao. Chia sẻ giá gia cầm hôm nay ngày 13 tháng 6 với chúng tôi, nhiều thương lái cho biết. Giá vịt thịt giao dịch ở các vùng phía Nam có xu hướng nhích lên. Trong khi đó, giá gà ta bán tại trại ở các vùng vẫn ở mức cao, nguồn hàng khá khan. Giá gà hôm nay, gà ta thả vườn vẫn neo giá cao. Trao đổi với chúng tôi, nhiều chủ trang trại nuôi gà ở Hà Nội, Hòa Bình cho biết giá gà thả vườn hôm nay tại các vùng vẫn đang neo ở mức cao. Giá gà mi số 1 bán ở các vùng loại trên 3,5 tháng tuổi đạt trên 100.000 đồng mỗi kg. Giá gà di lạc thủy loại trên 3 tháng 45 ngày tuổi bán buôn sô đàn tại các vùng hòa bình đạt từ 110.000 đồng đến 115.000 đồng mỗi kg. Giá gà di mái ngon bán buôn khoảng trên dưới 90.000 đồng mỗi kg. Giá gà tre thả vườn ở Đồng Nai, Bình Phước, duy trì ở mức từ 90.000 đồng đến trên 100.000 đồng mỗi kg nguồn hàng khá khan hiếm. Giá gà lai trọi trên 3 tháng tuổi bán sô đàn tại trại ở Hưng Yên, Bắc Ninh, từ trên 80.000 đồng mỗi kg. Giá gà công nghiệp hôm nay xuất ra tại các trại gia công ở các vùng Thái Nguyên, Hòa Bình, khoảng 33.000 đồng đến 34.000 đồng mỗi kg. Tại các vùng thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, giá gà công nghiệp tại trại là 33.000 đồng mỗi kg, tăng 4.000 đến 5.000 đồng mỗi kg so với đầu năm. Giá gà tam hoàng tăng lên 58.000 đồng mỗi kg. Giá vịt hôm nay, vịt trắng phía Nam bán gần 50.000 đồng mỗi kg. Theo ông Phạm Văn Ngọ, thương lái thu mua vịt ở Xuân Lộc, Đồng Nai, giá vịt trắng siêu thịt hôm nay cung cấp cho các lò hàng móc khoảng trên 72.000 đồng mỗi kg. Giá vịt trắng sống bán ở trại khoảng gần 50.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó, giá vịt bơ nướng cánh trắng ở các vùng phía Bắc vẫn ở quanh mức 45.000 đồng đến 47.000 đồng mỗi kg, tùy loại. Giá Việt xiêm sô đàn bán ở các vùng phía Nam ổn định ở mức từ 55.000 đồng đến 65.000 đồng mỗi kg, có trại bán được khoảng gần 70.000 đồng mỗi kg. Giá vịt siêu mái loại từ 1,5 đến 1,9 kg mỗi con bán tại trại ở Bắc Ninh, Ninh Bình cao nhất đạt gần 50.000 đồng mỗi con. Giá ngan trắng thịt loại gần 5 kg mỗi con bán buôn ở Phú Thọ, Hà Nam, Thanh Hóa, trên dưới 70.000 đồng mỗi kg. Giá trứng gà, giá trứng vịt tăng. Khảo sát giá trứng gia cầm ở các vùng, chúng tôi thấy giá trứng gà, giá trứng vịt ở các vùng thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai giá trứng trên thị trường tăng rất mạnh. Giá bán lẻ hiện tại khoảng 3.500 đến 3.800 đồng mỗi trứng gà, 4.000 đến 4.200 đồng mỗi trứng vịt. Tại các trại chăn nuôi, giá xuất bán cũng tăng nhưng ở mức thấp hơn, khoảng 2.700 đồng mỗi trứng gà tranh lệch lên đến 1.000 đồng so với giá bán lẻ. Cách nhận biết thịt gà, thịt vịt bị bơm nước. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Hợi, một thương lái phân phối hàng gà, vịt móc ở các vùng miền Bắc cho hay, hiện giá gà, vịt sống đang ở mức khá cao, hàng khan nên có thể tại các lò, các chợ mặt hàng này bị bơm nước để tăng trọng, đẹp mã. Theo ông Hợi, để phân biệt gà, vịt bị bơm nước khá dễ. Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi thì khi đi mua mọi người cần lật cánh gà, vịt kiểm tra kỹ dưới nách nếu bị tiêm bơm nước sẽ có một chấm đỏ nhỏ xung quanh vết nước phồng lên có màu đen để một thời gian màu đen sẽ phát tán rộng ra ông hợi thông tin phân biệt thịt gà và thịt vịt đã bơm nước với thịt nguyên bằng cách khi ta vỗ vào sẽ có tiếng kêu bình bịch thì đó là thịt đã được bơm nước dưới da thịt gà hoặc thịt vịt bơm nước nếu lấy tay ấn vào sẽ có cảm giác trơn hơn so với bình thường nếu muốn phân biệt thịt gà và thịt vịt đã bơm nước hay không cách đơn giản nhất khách mua chỉ cần lấy tay ấn vào vùng ức, bụng gà, vịt. Nếu hàng có bơm nước, măng da sẽ bị rách, nước chảy ra ngay, ông hợi tiết lộ. Để mua được những con gà khỏe mạnh, không có bệnh, ông hợi lưu ý các thượng đế không mua những con gà có màu tái hoặc tím bầm, ủ rũ, mỏ chảy nước rãi, mắt lờ đờ, cánh xệ, dáng vẻ mệt mỏi, đầu lúc nào cũng chui xuống dưới. Ông hợi cho biết thêm khi mua chúng ta không nên chọn những con gà da nhăn nheo, thân gầy gò, ức trơ xương, lồng sơ xác, đặc biệt những con gà chân lạnh, khô, hậu môn trắng bệch hoặc đỏ, chảy nước hoặc hay có phân dính xung quanh nên tránh vì đó là những dấu hiệu của gà bị bệnh. Đối với việc chọn mua vịt, ông Hợi cho rằng, mọi người nên hạn chế chọn vịt non vì thịt sẽ nhão, không săn chắc và rất tốn thời gian để nhổ lông tơ, lông măng. Khi mua bà con cần quan sát những con vịt non sẽ thấy, có mỏ to và mềm còn vịt da bạn quan sát kỹ sẽ thấy nó có mỏ nhỏ và cứng